Hello, xin chào các bạn nha. Một vị khách cũng là có duyên với mình nhưng mà rất tiếc là không có phận. Thì anh ấy đang mua con Yamaha MT-15 tại siêu thị xe máy Minh Long quận 12 mình với một phiên bản zin nha, giấy zin. Nhưng mà anh ấy về anh ấy đã độ lên. Con này độ hết nhiêu ta? 8 triệu không anh? Là hết luôn hả? Chưa lên bô thôi đúng không? Còn lạc giặt là 8 triệu đúng không? Gác 3 ga nè các bạn. Cái đèn này thay luôn không ta? Đèn xe thay luôn nè, đây. Trắng bùn luôn. Gắn thêm cái trắng bùn mới Shark Power. Này gọi là năng lượng cắm mập đó. Ghê chưa? Mày kiếm đâu con này không gắn thêm gì nữa không đây cho các bạn? 8 triệu nha, 8 triệu nha. Đây. Chống đổ kèm đèn. Vậy nó cũng hơi rất là ngầu nha các bạn, thấy đẹp lắm á, các bạn có thể tham khảo thêm. Con này mình gắn đâu anh? Mua phụ tùng đâu ạ? Bên Thủ Đức hả? Biết tên cửa hàng không? Hả? Phượt chấm ti hả? Phượt chấm ti. Đó thì các bạn có thể lên cửa hàng Phượt chấm ti gì đó. Đó anh nói mình cũng nghe có được có không? Wow, tay thắng cũng đẹp ghê các bạn. Rambo à. Xin nha nè. Khách mở máy xe cho kiểm tra luôn các bạn thấy chưa? Ông này không biết ông có chạy ráp hay không mà thấy ông gắn cái này ta. Chạy ráp không anh? Giao hàng nhanh rồi. Đi tour hả? Ồ. Dầu Rambo nè. Nhìn cũng chất đấy. Hình như có độ thêm cái này không ta? Cái này là cái gì anh? Dạ. Đèn chợ sáng hả? Bật cái coi. Wow, cũng sáng dữ à. Rồi bật xong không biết tắt luôn. À tắt rồi. Vậy anh em mấy con tem khá là đẹp rồi các bạn. Con này thì giá hiện tại nguyên zin bên mình là 69 triệu nha. 69 triệu đã có phí VAT, chưa có phí làm biển thôi. Mà phí làm biển bên mình thì bao rẻ luôn. Và giá xe đang giảm mà các bạn ơi, các bạn mua xe liền về gắn phụ tùng như anh này đi có 8 triệu thôi. Rất là nhiều đồ chơi, mình cảm thấy con này nhìn nó cũng rất là mạnh mẽ các bạn. Các bạn đi phượt các bạn gắn vô, thấy cũng rất là đẹp, đúng không? Đi phượt xa bùn văng lên ướt áo, mình gắn cái trắng bùn. Đó, mình chở nhiều đồ, mình gắn thêm các ba ga. Tuyệt vời. Gương chiếu hậu này chắc để nhìn công an đằng sau nè. Để cái màu gà đây, cái màu gà ta. Rất là đẹp nha, ui trời ơi. Có tiền mua xe là một vấn đề, mà các bạn có tiền độ xe là một vấn đề rất là nhức nhối nha. Đồ chơi rất là nhiều, quan trọng là các bạn có tiền để độ hay không thôi. Anh này là vị khách YouTube của mình nhưng mà làm hồ sơ rớt chán đời qua làm bên khác. Buồn ghê, nay có duyên gặp lại thôi, quay xíu. Xe này theo như mình thấy còn mấy cái bô là chưa độ thôi các bạn ơi. Không là mình mở máy cho các bạn nghe cái bô rồi. Nói chung là lên đồ chơi thì nhìn cũng khá là ok. Để dành cho các bạn đi phượt cũng rất là đẹp nha. Sơ sơ cầm Rambo. Cầm Rambo 8 triệu. Quên cái tay nắm nữa nè. Đó,
tay nắm cũng thay luôn nè, tay nắm với cặp kính luôn nè. Cùm Rambo. Đây là cái bát điện thoại nè. Đây khách hàng có chế thêm cái này để chơi đèn đó các bạn. Đèn thì vẫn xài đèn zin nha. Đây vẫn xài đèn zin. Theo như mình thì những cái đồ zin thì các bạn nên đợi lại như là đèn nè. Đúng rồi, đèn nè, với máy. Với bộ khung sườn. Thằng này nói chuyện điếc nhảm thiệt chứ phải không các bạn. Ồ này em gắn thêm rất là đẹp nè, đó. Thêm cái che che lọc gió nữa nè. Anh này là một dân chơi rất là chịu chơi. Anh ấy mua xe. Anh ấy lên đồ chơi rất là nhiều món. Cửa hàng Minh Long mình đang quay clip. Hiện tại thì nằm trên đường trục đường Lê Văn Khương nha các bạn. Các bạn nhìn thấy đằng xa xa ghe đó màu trắng, đó chính là nhà máy bia nha. Đối diện cửa hàng mình là cửa hàng xăng dầu Hưng Thịnh. Xé xé một chút xíu các bạn sẽ thấy đó chính là Thế Giới Di Động. Và xa xa đằng kia đó chính là cầu vượt Tân Thế Hiệp. Thì cửa hàng của mình nằm giữa nhà máy bia với cầu vượt Tân Thế Hiệp nha các bạn. Đây, chào mừng các bạn đến với trung tâm xe nhập khẩu Minh Long Moto, siêu thị xe máy Minh Long, quận 12. Địa chỉ là 117A đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách cầu vượt Tân Thế Hiệp 500m nha các bạn. Đây là số điện thoại của anh nhân viên bán hàng tên là Mr. Trào. Các bạn cần biết về thông số của xe thì cứ liên hệ cho anh đó nha.